Chú Cún lần đầu được nghe tiếng của em bé bên trong bụng mẹ. Đây là khoảnh khắc chú chó lần đầu tiên được nghe tiếng của em bé bên trong bụng mẹ. Sự bất ngờ, sau đó hoang mang và cuối cùng khi hiểu ra đây là tiếng em bé, thì chú chó đã không ngừng mừng rỡ liếm và ngửi mùi để hỏi thăm em bé. Chắc là nó đang háo hức chờ ngày mẹ sinh em của mình ra dữ lắm.